Mặc dù không rõ là có chính xác bao nhiêu người từng xuất hiện ở đó, song các nhà khoa học nói rằng có ít nhất ba kích cỡ khác nhau của dấu chân, bao gồm một bộ dường như thuộc về một đứa trẻ. Những nội dung đăng trên tạp chí Plus One cho thấy nhóm nghiên cứu đã mô tả cách họ bắt đầu khai quật trên đảo vào năm 2014. Lưu ý rằng ở gần khu vực đó có những bãi rác do con người chế tạo từ vỏ bọc hoặc những cây cối được sử dụng làm chất bón, có niên đại đến 6.100 năm. Ngoài ra các dụng cụ lao động xếp mẻ bằng đá cũng được tìm thấy trên bờ biển. Nhóm nghiên cứu đã trở lại vào năm 2015 và 2016 để tiến hành các cuộc khai quật tiếp theo, khám phá thêm 28 dấu chân khác. Trong một số trường hợp, có thể nhìn thấy những dấu tích của ngón chân và vòm bàn chân.